Như vậy là Quang Hà đã chia sẻ cho các bạn cái công thức cắt quần short dáng chữ A. Ok, Quang Hà xin chào cả nhà yêu dấu nhé. Hôm nay thì tổng kết cái lịch giảng ở trên lớp thì Quang Hà lại bớt một chút thời gian ra để chia sẻ cho các bạn cái cắt cái quần short lưng cao mà lưng liền các bạn nhé. Thì ở bài trước Quang Hà đã chia sẻ cho các bạn cắt cũng một cái quần short ống rộng form chữ A và lưng cao, nhưng mà là cái lưng rời các bạn nhé. Đây là lưng liền các bạn nhé. Và ở sản phẩm này thì nó là có tra dây kéo phía trước các bạn nhé, lưng liền. Và ở hai bên thân trước này có chiết hai con ly bung, chiết một khúc ở trên thôi, ở dưới bung ra, nhìn rất là cá tính phải không nào. Sản phẩm này thì các bạn rất là dễ phối đồ nhé, đi chơi rất là cá tính luôn. Và ở cái sản phẩm này nó đẹp ở chỗ nào, và cái dễ phối đồ là nó làm cái ống rộng ra. Cho dù con người có cái đùi hơi bự ấy, thì làm ống rộng ấy, cảm giác người họ vẫn bình thường, không có mập lắm, các bạn hình dung nào. Nó đánh lừa cái thị giác của mình. Và cái quần này cũng có một cái túi mổ ở bên sườn các bạn nhé, không phải là túi xéo mà là túi mổ các bạn nhé. Đó, lưng liền. Và để một chiếc quần đẹp như ở bài trước Quang Hà đã chia sẻ cho các bạn rồi, là lai quần short này tuyệt đối không được cắt gì, cắt bằng, không được cắt ngang các bạn nhé, mà phải làm sao cắt xéo các bạn nhé, xéo từ 2 đến 3 xăng, để khi mặc lên là phần sườn này cảm giác ngắn hơn ở giữa này, thì cảm giác chân họ dài và cái quần nó sẽ có duyên hơn. Đó, ok, chúng ta sẽ vào cái công thức. Thì đây là cái thông số của khách, sản phẩm của chúng ta học là quần short nữ cạp cao lưng liền. Ở ngoài Bắc gọi là cạp cao, chứ ở trong miền Nam gọi là lưng cao các bạn nhé. Chất liệu này thì các bạn sử dụng chất liệu không co giãn hoặc co giãn thật ít cho Quang Hà, và phải có độ dày nhất định các bạn nhé, bởi vì quần này mặc ở bên ngoài. Còn độ rút của vải sau khi sản xuất, và Quang Hà cũng nhắc lại cũng như ở các video trước, ở bài trước, các bạn có thể vào kênh của Quang Hà các bạn xem lại nhé. Đó là cách xử lý độ rút, là để đảm bảo an toàn thì các bạn đem cái khúc vải chuẩn bị cắt đó, các bạn đem đi ủi đó, để cho nó co lại, để sau khi các bạn cắt ấy, các bạn ủi lại thì nó không bị thiếu, và đảm bảo được cái thông số của khách hàng các bạn nhé. Ok, cái dài quần đo sườn ở đây, ban đầu đo cho khách thì là 39, nhưng mà mình cân đối là không được cao lắm, mình cho là 38 để cho chân họ cảm giác dài ra, dài quần 38 các bạn nhé. Và chiều dài không cộng khởi động, thiết kế xong vẫn phải đủ 38 từ đỉnh cạp xuống tới lai các bạn nhé. Còn vòng eo đo ở trên cạp tức là đo ở cái vị trí trên cái quần họ đang mặc ấy, không được đo đè lên lưng quần hiện tại các bạn nhé, đo trên ngay sát phần rốn ý, bởi vì đây là quần cạp cao. Vòng eo sẽ là 69 các bạn nhé, và không cộng khởi động gì cả. Tiếp nữa là vòng mông, đo ở vị trí nở nhất hay gọi là to nhất ấy. Các bạn cố gắng đứng ở bên hông bên trái hay là hông bên phải cho Quang Hà, đo sát thước và yêu cầu khách hàng lấy hết đồ ra nếu như trong túi có nhé. Mông là 92, thì đây là quần form chữ A và cũng phải mặc thoải mái, thì các bạn phải cộng khởi động cho Quang Hà là từ 4 tới 6 cm. Vừa bạn mặc thì bạn làm 4, thoải mái hơn nữa thì bạn cộng 5 tới 6, thì trong trường hợp này Quang Hà sẽ cộng là 5, thì thành phẩm phải là 97 các bạn nhé. Tiếp theo vòng đáy nữa là 70. Vòng đáy thì các bạn thông thường nếu như khách hàng các bạn ngại đo vòng đáy ấy, thì lưng cao thì các bạn phải thiết kế là 70 tới 72. Còn nếu bạn đo thì bạn đo sát ở dưới phần rốn, xong vòng qua phía sau, và phía sau mặc cao hơn phía trước một chút các bạn nhé. Thì ở đây Quang Hà đo được là 70. Còn vòng đùi đo cách đáy, cách cái phần nhạy cảm ấy, từ 2 đến 3 cm, vòng đùi đo được là 52. Thì nếu là quần Âu thì các bạn chỉ cần cộng 6 tới 7 xăng là ok. Tuy nhiên đây là cái quần chữ A, ống rộng thì bạn phải cộng từ 10 tới 12 xăng. Thì khi thiết kế xong phải đảm bảo là từ 62 tới 64 là an toàn các bạn nhé, mới có thể thoải mái và giống form được. Ok, chúng ta sẽ vào thiết kế. Và trước khi vào thiết kế thì Quang Hà lại hôm nay sẽ chia sẻ một cái phương pháp thứ hai nữa, đó là lấy cái số đo sát thiết kế và chia xong mới cộng. Ngược lại với cái công thức bữa trước là lấy cái thành phẩm chia các bạn nhé, thì cái nào cũng được, miễn sao ra kết quả được chính xác, form dáng ok là được các bạn nhé. Thì Quang Hà sẽ chia sẻ cách thứ hai để xem cho các bạn thuần theo cách nào, thì các bạn có thể làm theo cái phương pháp để cho nó dễ dàng các bạn nhé. Nếu như bạn nào cắt trên giấy thì các bạn có thể gấp hai cái mép biên lại với nhau nhé, gấp hai mép biên lại và cắt trực tiếp. Và cắt trên vải thì bạn sẽ kiểm tra thật kỹ thông số phải đảm bảo đủ đúng trước khi các bạn cắt, tránh trường hợp các bạn cắt xong rồi may xong mới phát hiện ra bị thiếu thông số các bạn nhé, kiểm tra kỹ cho Quang Hà. Còn nếu như bạn nào mà chưa dành thì các bạn có thể cắt ra giấy
sau đó các bạn kiểm đo thông số thật chính xác, sau đó các bạn mới cộng được may và ướm lên vải, các bạn vẽ theo đường phấn cắt thì nó sẽ đảm bảo hơn các bạn nhé, và các sản phẩm của bạn nó sẽ sạch hơn nhé, không bị tẩy xóa bởi đường phấn. Ok, ở phía trên này các bạn nếu như cắt vải ấy, chừa cho mà quang hàm khoảng 2 xăng thôi. Đây là cắt giấy quang hàm chừa 5 xăng để có đất để ghi cái công thức cho các bạn dễ hình dung. Các bạn dựng một đường song song. Và ở phía bên này thì các bạn chừa khoảng 2-3 xăng là đủ cho đường may nhé. Đây quang hàm cũng chừa 5 xăng. Bấm like và đăng ký kênh để nhận được video mới mỗi ngày. Phía trên này là lưng hay còn gọi là cạp đấy các bạn nhé. Các bạn ở miền Bắc gọi là cạp. Dưới này thì gọi là gấu, còn trong miền Nam là lai. Thì dài quần là 38 cm. Các bạn lấy 2 đĩa. Sau đó bạn dựng một đường vuông góc. Từ đây con hà tạm gọi là điểm số 0 tới điểm số 1 này là dài quần là bằng 38 cm. Thiết kế lưng liền các bạn nhé, từ đỉnh lưng tới lai quần này. Tiếp nữa chúng ta lại có một cái công thức hạ đáy các bạn nhé. Công thức hạ đáy ở đây thì công thức của quang hà luôn luôn là 2/5 vòng đáy. Nếu như quần âu thì bạn không cần cộng thêm. Còn đối với quần short ống rộng thì khi các bạn ngồi nó không có kéo ở phía sau xuống nhiều thì các bạn rộng ít hơn thì các bạn phải cộng thêm 1. Tức là vòng đáy của các bạn là 70 nhé. Bạn lấy 70 các bạn nhân 2 bằng 140. Sau đó bạn chia cho 5 cho quang hà nhé, bằng 28. Các bạn cộng thêm 1 là 29 nhé. Tức là hạ đáy bằng 2/5 vòng đáy cộng 1. Đây thì quang hà tạm gọi là điểm số 2 nhé, là hạ đáy này. Tiếp theo nữa bạn sẽ đo vào đường lên lấy điểm mông. Mông trung bình là 8 xăng các bạn nhé. Còn công thức thì bằng mông chia 10 trừ đi 1. Ví dụ 92 này chia cho 10 thì bằng 9,2 trừ đi 1 còn 8,2. Nên quang hà lấy 8. Thường thường quang hà không muốn chia, quang hà sẽ lấy 8 luôn. Từ đây lên, đáy đi lên các bạn nhé, là hạ mông bằng 8 cm các bạn nhé. Như vậy là bạn hết đường hạ và các bạn quay sang tính đường rộng. Thì đầu tiên ở đây các bạn sẽ lấy rộng mông bằng mông chia 4 các bạn nhé. Mông chia 4 và không cộng cử động nhé. Quang hà đang lấy số đo, lấy số đo chia. Mông của các bạn là 92, các bạn chia cho 4 thì sẽ bằng 23. Các bạn lấy một điểm ở trên eo này cũng là 23. Sau đó các bạn nối đường thẳng lại với nhau. Tiếp nữa bạn lại lấy ra cửa quần. Còn miền Nam thì gọi là ra đáy trước các bạn nhé. Ra đáy trước ở đây thì đối với quần suông này thì bằng trung bình bằng mông chia 20. Các bạn có thể cộng từ 0,5 đến 1. Nếu như quý khách khách hàng của mình muốn cái đùi nó rộng, ống rộng á, thì ở đây mông của chúng ta là 92 chia cho 20 thì bằng 4,6. Quang hà là tròn 5 xăng. Sau đó quang hà sẽ xác định vẽ đường đáy. Các bạn tránh trường hợp là vẽ thẳng, không để đường đáy này thẳng các bạn nhé. Có những bạn sẽ vẽ như thế này, tức là sẽ vẽ cong ở đây thôi. Đó, để đường này thẳng thì khi mặt lên đây rất ủng các bạn nhé, nó không êm nhé. Cho nên bạn nghiêng đáy cho quang hà. Ở đây nghiêng đáy, các bạn nghiêng đáy cho quang hà khoảng 1/2 và nối từ 1,5 này qua mông các bạn nhé. Nhớ là nối qua mông chứ không phải đáy nhé. Và cái độ nghiêng này thì quang hà chia sẻ thêm cho các bạn, nếu như eo ai nhỏ thì các bạn có thể nghiêng thêm, eo ai lớn thì bạn có thể nghiêng ít đi, chứ nó không cố định là 1/2 các bạn nhé. 1/2, 1/2, 2/2 tùy. Ở đây quang hà sẽ sử dụng bút đỏ để cho các bạn dễ nhìn. Nhớ là nối qua mông cho quang hà, kéo dài xuống đáy các bạn nhé. Và từ cái góc này bạn kẻ một đường phân giác lên thì trung bình là khoảng 2/2 là ổn nha các bạn nhé. Các bạn không nên vẽ cong quá. Nếu bạn vẽ quá cong thì khi may ấy, nó may xong nó sẽ bị nhăn ria mèo các bạn nhé. Nó sẽ bị nhăn ria mèo. Từ đây lên khoảng 2/2 các bạn nhé. Từ đường góc này vẽ đường phân giác đấy. Và tiếp nữa các bạn cũng ngả bụng, ngã đáy 1/2 cho quang hà luôn, 1,5. Sau đó bạn đo từ điểm này ngược ra ngoài sườn lấy eo. Thì ở đây các bạn sẽ có eo chia 4, chia 4 đấy. Và các bạn trừ bớt cho quang hà 1 xăng cho thân sau.
bởi vì eo các bạn không cộng cử động cho nên phải trừ bớt cho thân sau nhé. Eo của các bạn là 69, 69 các bạn chia cho 4 thì bằng 17.25, các bạn trừ 1 thì còn 16.25. sau đó bạn lại cộng cho con hà từ 3-4 cm trên ly các bạn nhé. Ở đây con hà cộng 3.5 cm, cộng 3.5. sau đó các bạn đánh cong đường này để cho nó ôm bụng các bạn nhé, đánh cong chứ không vẽ, không vẽ thẳng như vậy. Vậy là eo chia 4 cộng với lại ly, ly của bạn là từ 3-3.5-4 tùy các bạn. Eo của khách nào mở lớn ấy, tức là bụng bự ấy, thì bạn cộng ly nhỏ lại. Còn eo của ai nhỏ thì bạn phải cộng lớn ra, phải không nào? Ngược nhau các bạn nhé. Tới đây thì bạn sẽ vẽ các đường sườn qua mông các bạn nhé. Qua mông như này. Và từ đây, nếu như là quần Âu ấy, thì bạn phải đánh đi vào đúng không? Tức là lấn ra đây 5 đi. Nhưng mà riêng quần form chữ A này bạn đã đánh ngược ra ngoài 5 đi cho con hàng. Từ mông này bạn kẻ xuống cái la. Nhớ là vẽ ra ngoài cái đáy này, cái đùi ấy, là 5 đi các bạn nhé. Đây này, ra ngoài 5 đi. Đây là đường thẳng. Và phần cuối cùng này khoảng 1 phân các bạn nhé. Tức là vẽ lớn hơn cái đường dựng hình ra ngoài 1 phân. Tại ở điểm đáy này thì lùi ra ngoài là 5 ly. Sau đó bây giờ các bạn mới chia đôi đường chính trung. Các bạn đo từ đây nhé, qua bên này quang hà sẽ đo được là 28.8 thì sẽ là 14.4 các bạn nhé. 14.4 này thì các bạn đo ở đây, các bạn đo đây giống lên đây nhé, hai điểm cho nó thẳng. Sau đó bạn dựng một đường song song với dài quần, đây là đường chính trung hay còn gọi là đường tâm quần các bạn nhé, cũng là đường úi ly đấy, nó là đường này, tức là đoạn từ đường sườn này này vào trong cái tâm này thì phải bằng từ tâm này ra đường đáy này các bạn nhé, tức là hai đoạn này bằng nhau. Quang Hà, Quang Hà đang tính đường đỏ hết đấy các bạn nhé, cho các bạn dễ nhìn. Thế thì tới cái phần ly này thì của các bạn sẽ là 3.5 thì mỗi bên sẽ là 1.75. Đây các bạn thấy này, đúng không nào? Thì cái ly này của các bạn ấy chết từ trên lưng xuống ít nhất khoảng từ 7-8 cm các bạn nhé, khoảng 8 cm từ trên xuống, tức là chết lớn hơn bản lưng đấy, khoảng 8 cm từ lên đây khoảng 8 cm. Nhưng các bạn lưu ý cho con hà là trên này 3.5 nhưng ở dưới này chỉ có 3 phân đấy các bạn nhé, nhỏ hơn một xíu thì mỗi bên sẽ là 1.5, tức là bên này là 1.75 thì đây chỉ có 1.5 thôi. Sau đó bạn kẻ nghiêng nhẹ như thế này thì đây là cái đường các bạn sẽ chiết lại, chiết từ trên eo này xuống tới đây, các bạn dừng lại lại mối các bạn nhé, và các bạn để nó bung ra để mặc vòng bông cho nó thoải mái thì nó sẽ được con ly như thế này. Ok chưa các bạn? Tiếp tới cái phần sườn trong này, các bạn dựng một đường song song, tức là các bạn đo ở đây bằng ở dưới này các bạn nhé, hoặc các bạn đặt thước kẻ như thế này. Ngay lúc ban đầu ấy, Quang Hà có nói là chúng ta không được làm lai lai bằng lai ngang ấy, tuyệt đối không được làm các bạn nhé. Các bạn phải làm xéo ít nhất là 2 cm cho tới 3 cm đó, và phần này của các bạn cũng không được kẻ ngang, các bạn lùi vào trong Quang Hà 1 phân nhé, lùi vào 1 cm tới 1.5 tùy các bạn. Em Hoàng lùi một phần này, sau đó đi xuống là 2 cm nhé. Các bạn nối vào đây, đây. Sau đó bạn nối vào đây, đấy. Cái quần này lên thì mặc rất đẹp các bạn nhé. Lúc nào cảm giác như họ đứng ấy là ở bên này nó xa ra một chút xíu và sườn nó vách lên, nó cảm giác cái chân họ dài ra và nó đánh lừa cái thị giác là cảm giác chân rất là dài và thon. Và nếu như bạn cắt ngang ấy thì cũng không có sai, nhưng khi lên sản phẩm thì cái phần này bao giờ cũng ôm sát vào trong cái phần đùi, cái phần đáy của các bạn ấy, thì cảm giác cái chỗ này nó sẽ xa xuống, tức là dài hơn ở bên trong ấy, thì cái quần của bạn nó sẽ kém sang, tức là nó không có duyên đấy các bạn nhé. Ok, và bây giờ Quang Hà sẽ cắt ra cho các bạn
và sẽ thiết kế thân sau. Thì ở đường sườn này các bạn cộng cho quang hà là 1,5, trên này các bạn cộng 1,2 nhé. Ở phần này tra dây kéo, cái này tra kiểu nữa thì bạn cũng phải cộng cái tra dây kéo các bạn nhé. Các bạn cộng cái này cho quang hà khoảng 2 xăng, phần này cộng 1, và gấu đấy, lai đấy, bạn cộng ít nhất là 2 xăng tới 3 xăng nhé. Đó. Thì là xung quanh các bạn tự cộng nhé. Các bạn tra dây kéo vượt, tức là ít nhất tới mông thì các bạn mới kéo qua được. Đó. Thì ở đây quang hà sẽ tra vượt xuống mông khoảng xăng, 1 xăng. Tại vì lưng liền quang hà không muốn cho nó dài quá, 1 xăng. Sau đó thì các bạn cộng được may ở đây là 2 xăng như thế này. Và các bạn đánh chéo này nhé. Chỗ này các bạn cũng cộng 1 xăng nhé, đường may. Tức là đường may xung quanh các bạn cộng tự cộng trong quang hà. Nhưng ở bài này thì quang hà sẽ cắt theo đường thành phẩm cho nó nhanh, bởi vì nó là bài giảng các bạn nhé. Quang hà vẫn cắt theo đường dựng hình, để lát quang hà cắt để cho bù cái ly các bạn nhé. Còn nếu bạn cắt nghiêng ấy thì khi chiết ly lại nó sẽ bị thiếu, bởi vì đường này đang nghiêng các bạn nhé. Quần này là form dáng chữ A, cho nên là sườn này là đi ra ngoài chứ không đi vào trong các bạn nhé. Đi ra ngoài đấy. Các bạn mà là cắt vải ấy thì các bạn phải để yên, không được xoay, phải không nào? Nhưng mà đây là cắt giấy cho nên quang hà sợ khuất, cho nên quang hà sẽ xoay cái tờ giấy cắt cho nó dễ. Và bây giờ chúng ta sao cắt thân xong. Các bạn muốn đặt cái thân trước là lên vải nó ngay ngắn ấy, thì các bạn có thể đo trước nhé. Đo trước như thế này. Các bạn ướm vào. Sau đó các bạn sang dấu. Các bạn sang dấu vẫn phải sang từ đường trên cùng này nhé. Đường thẳng ban đầu, đường dựng hình ấy. Sau đó các bạn sẽ lấy dấu ở các góc này, các bạn bỏ qua. Sau đó các bạn sẽ kẻ sang dấu lại các đường này. Bấm like và đăng ký kênh để nhận được video mới mỗi ngày. Đây là phần dựng hình của cái gấu các bạn nhé. Và đây là phần xa xuống tính sau. Thì các bạn sẽ xác định vẽ sườn cho quang hà trước và vẽ phần đáy sau. Ở phần sườn này các bạn lấy ra ngoài cho quang hà khoảng 2 phân. Nếu như ai nhiều thì bạn có thể lấy 2 phân rưỡi nhé. Quang hà lấy 2 phân rưỡi chẳng hạn. Ở mông này bạn luôn phải lấy nhiều hơn, đó là 3 xăng. Và ở eo hay còn gọi là lưng đấy, bạn lại ra nhiều hơn nữa, 4 xăng hoặc là 4 xăng rưỡi. Ở đây quang hà lấy 4 xăng rưỡi nhé. Đây là 3 này, đây là 4,5. Sau đó các bạn sẽ vẽ lại cái đường sườn của quang hà. Đường sườn này cũng cong nhẹ các bạn nhé. Cong nhẹ dáng chữ A đấy. Kiểu chữ A. Cái phần này ngả nhiều hay ít nó đều phụ thuộc vào cái vòng eo của họ các bạn nhé. Cái eo của họ lớn ấy thì bạn nghiêng ra ngoài thêm một tí nữa. Còn eo nhỏ thì bạn có thể giảm vào. Ví dụ bạn giảm thêm 5 ly nữa vẫn được bình thường, giả sử như thế này. Quang hà giảm thêm cho các bạn như thế này. Giảm thêm 5 ly nữa. Tức là trên này chỉ có 4 thôi các bạn nhé. 2,5, 3 này, 4. Tiếp nữa bạn sẽ tính cái đường hạn đáy thân sau. Từ đây xuống này. Bằng hạn đáy thân trước, bạn cộng cho quang hà 1 phân rưỡi nhé. Ít nhất là 1 phần 2. Các bạn sẽ kẻ như thế này. Tiếp theo nữa, bạn sẽ làm một đường rông lưng lên. Rông lưng sau lên. Đối với quần Âu thì các bạn đã xem công thức của quang hà rồi. Rông từ 3 phân rưỡi tới 4 phân. Có thể hơn đối với tùy cái số đo và cơ thể. Tuy nhiên đây là cái quần ấm rộng thì khi các bạn ngồi xuống ấy thì nó không có kéo nhiều cái phần lưng của bạn xuống, bởi vì ở phần từ mông xuống rất là thoải mái, cử động rất là nhiều rồi, thì bạn chỉ cần rộng cho quang hà 2,5 thôi. Và các bạn sẽ xác định eo sau. Eo sau của các bạn, eo thì bằng eo chia cho 4 cộng với 1cm của eo trước đã trừ, phải không nào, và cộng với ly nữa. Eo của chúng ta là 69 chia cho 4 thì bằng 17,25. Sau đó bạn lại cộng con ly nữa khoảng từ 3 tới 4 xăng tùy các bạn. Ở đây quang hà sẽ cộng là 3 xăng rưỡi. Sau đó các bạn nối lại với nhau.
nối lại. Ly của chúng ta là 3,5 nhé. Và tiếp nữa bạn lại lấy rộng mông ở đây thì các bạn sẽ có công thức là mông chia cho 4 cộng với cử động. Chúng ta đã tính cử động là 5 phân thì một thân sau này sẽ là 2,5 các bạn nhé. Các bạn cộng hết vào thân sau chứ không cộng thân trước. Nếu như bạn cộng 4 phân thì mỗi bên sẽ là 2. Và bạn cộng 6 xăng thì mỗi bên sẽ là 3. Bởi vì thân trước bạn chia xong bạn không cộng nha. Ở đây chúng ta cộng là 5 xăng thì chia cho 2 mông thân sau thì mỗi mông sẽ là 2,5 các bạn nhé. Và mông sau cũng nằm cao hơn mông trước khoảng 2 xăng chứ không nằm đè ở đây nhé các bạn nhé. Cao hơn. Mông của chúng ta là 92 chia cho 4 thì bằng 23. Cộng thêm 2,5 nữa thì bằng 25,5. Ok. Sau đó bạn lại nối từ điểm rộng eo tới điểm rộng mông này thì bạn đã có đường nghiêng đáy sau như vậy. Từ điểm này của các bạn này, từ điểm hạ đáy với đường nghiêng đáy giao nhau, bạn sẽ lấy ra là ra đáy sau bằng mông chia cho 10 cho con hạ. Nếu như khách nào muốn đùi rộng thoải mái thì bạn cộng thêm xăng, thậm chí là xăng rưỡi. Khách nào muốn gọn hơn thì bạn có thể trừ đi 5 ly tới 1 phân. Mông của chúng ta là 92 chia cho 10 thì bằng 9,2. Đây. Và từ cái góc này bạn kẻ một đường phân giác lên cho quang hàm góc chéo đấy, mặc định là 2/8, thân trước là 2,2, cong về trước là 2,2, từ góc này thân sau là 2,8. Sau đó các bạn vẽ lại cái đáy, bạn coi đến sau. Và tới cái đường sườn trong của thân sau, thân sau ra 2,5 ở phần sườn thì cái phần trong sườn này, sườn trong đó, đây là sườn ngoài các bạn nhé, thì sườn trong là bạn phải ra lớn hơn 3 phân hoặc lớn hơn. Sau đó các bạn kẻ một đường thẳng và các bạn lưu ý lấy khớp bằng sườn của thân trước nhé, lấy khớp với sườn của thân trước. Sau đó bạn kẻ thẳng lại với nhau. Và một cái nữa là khi các bạn thiết kế xong, các bạn lưu ý là lai sau và lai trước không được đè lên nhau nhé. Đối với quần short ấy, lai thân sau bao giờ cũng thấp hơn thân trước từ 5 ly tới 1 phân. Bởi vì thân sau của các bạn có khối mông, khi các bạn mặc vào nó co lên là vừa. Còn nếu bạn làm bằng nhau ấy, thì cái quần nó mặc nó may ra nhìn rất là kỳ, mặc cũng không được đẹp lắm nhé. Và tới đây thì các bạn sẽ kiểm tra cái thông số nhé. Đầu tiên là kiểm tra cái vòng đáy xong tròn không này. Ok, đáy phải tròn với nhau các bạn nhé. Phần này bạn có thể cắt sâu thêm một tí nhé. Sâu thêm một tí. Quang Hà sẽ cho sâu thêm một tí nữa. Cho nó tròn cái đáy. Cho nó tròn. Đừng ngoài bỏ các bạn nhé. Và trước khi cắt các bạn lưu ý nhé. Các bạn đo kiểm tra thông số cho Quang Hà xem có đủ không nhé. Ví dụ như đầu tiên Quang Hà kiểm tra mông thì Quang Hà sẽ để vào đây như vậy, tức là đây là mông trước, đây là mông sau các bạn nhé. Mông trước chỉ tính tới đây nhé, bởi vì đây là đường gấp vào để tra cái dây kéo. Quang Hà đo thử ở đây là 48 năm, 48 năm nhân đôi thì tức là 97 các bạn nhé, là vừa đủ các bạn nhé. Đó, mông của các bạn đã đủ này. Còn tiếp theo nữa là các bạn kiểm tra vòng đáy trước khi các bạn cắt, tránh trường hợp các bạn là cắt ra rồi kiểm nó bị thừa hoặc thiếu nhé. Ở đây đường cong thì Quang Hà sẽ dựng đứng thước cho nó chuẩn. Tới đường thẳng thì Quang Hà để nằm thước đo này. Các bạn đo tới phần ngã đáy này nhé. Đây này, thân trước đấy, đo tới đây. Quang Hà đo được 30/3 và hơn 30 một tí đấy. Đặt thước tiếp tục ở đây. Bạn đo từ 30,3 ở đây và đo tiếp tục. Đây Quang Hà cũng dựng đứng cái thước lên cho nó không chạy. Tới đường thẳng thì Quang Hà giật nằm thước 70.5. Ok. Vòng đáy của chúng ta cần 70. Đây 70.5, tức là dương 5 ly. Các bạn có thể xử lý là giảm bớt ở đây hoặc giảm bớt ở đây các bạn nhé. Còn thông thường mà dương 5 ly thì Quang Hà sẽ để luôn, Quang Hà không chỉnh các bạn nhé. Quang Hà các bạn có thể chỉnh thế này. Thế này. Ok, như vậy là cái mông của bạn đủ 97 này, đáy các bạn đủ 70 này, eo thì cộng trừ nhân chia không nói rồi, còn cái vòng đùi
cách đáy 3 xăng từ 62 tới 64 phải không nào? Thì các bạn cũng kiểm tra đùi và cách đáy là khoảng 3 xăng nhé. Như này. Như này. Đây con Hà cũng đo luôn. Đùi trước của bạn là 28.5. Bạn đặt tiếp 28.5 ở đây. Bạn đo ra đây. Được 64. Ok. 64 các bạn nhé. Từ 62 đến 64. Cái này đủ 64 luôn. Vừa thoải mái, dáng chữ A. Như vậy là bạn đã xong cái thân xong. Và bạn cách chất ly này, các bạn chia đôi cho Quang Hà nhé. Mình 10.5. Bạn lùi về sườn cho học Quang Hà 5 ly nhé. Lùi về sườn 5 ly. Và các bạn để cái thước là vuông góc với cạnh lưng này, chứ không để song song nhé. Để vuông như thế này, vuông với cạnh lưng này. Và bạn sẽ chiết cách bông vào cho Quang Hà 5-6 xăng. Ở đây Quang Hà cho 5.5 xăng nha. 5.5. Chính từ đầu mông ngoài lên các bạn nhé. Mông thân sau đi lên đấy. Chiết đi 3.5 phân thì mỗi bên sẽ là 1.75. Sau đó các bạn sẽ kẻ vào đây. Kẻ vào đây. Các bạn cắt sẽ bù ly đây xong nhé. Và bây giờ Quang Hà sẽ tặng cắt cái phần, cái xử lý cái phần ly này. Quang Hà sẽ hướng dẫn xong. Và đường may xung quanh của các bạn cũng cộng là 1.5 này. Trên này cũng cộng 1.2 này. Phần này các bạn nếu như làm cái lưng có thể tăng đơ, tăng giảm đấy, thì bạn cộng đây là 3. Phải không nào? Chỗ này dưới này cũng chỉ cộng 1.2 thôi. Phần này cộng 1. Gấu bạn cũng cộng 3 như thân trước nhé. Đây là Quang Hà là cắt đường thành phẩm các bạn nhé. Và bây giờ các bạn kiểm tra lại cái vòng đáy này, nó sẽ dễ hơn này. Các bạn thấy không nào? Đáy các bạn phải tròn các bạn nhé. Từ trước ra sau phải tròn ha, nó mới đẹp được. Đó. Và đây cũng là một cái bài, cũng là cái giờ mà Quang Hà sẽ chia sẻ cho các bạn cũng khá muộn rồi. Và nếu như các bạn thấy cái bài chia sẻ hay và ý nghĩa thì các bạn cảm ơn Quang Hà bằng một cách đơn giản là các bạn bấm like video và bấm đăng ký kênh. Và nếu như các bạn có thể chia sẻ cái video này về cái trang cá nhân Facebook của bạn được thì là điều quá tuyệt vời. Biết đâu đó video này cũng có thể giúp được ai và họ cũng sẽ cảm ơn bạn. Và đấy cũng như là cách bạn đang cảm ơn Ngô Quang Hà nhé. Và hiện tại bây giờ, đúng ra thì hiện tại bây giờ các bạn thấy là 22 giờ 50 phút, tức là gần 11 giờ đêm, tức là gần bước sang năm 2024. Đây là cái lúc mà Quang Hà mới bớt ra một chút thời gian để Quang Hà quay và chia sẻ cho các bạn. Còn hàng ngày thì Quang Hà, một ngày Quang Hà từ 4 đến 5 lớp ở trên trực tiếp ở trên lớp cơ, ở trên trung tâm. Cho nên Quang Hà sẽ không có cái thời gian để quay cho các bạn. Rất mong các bạn thông cảm. Và bây giờ Quang Hà sẽ xử lý cái này cho các bạn nhé. Quang Hà sẽ dán cái này lại. Và các bạn sẽ vẽ lại cái đường cong này. Và các bạn cắt ra nhé. Phần này các bạn làm tương tự nhé. Các bạn thấy mặt nó bị so le này, cho nên Quang Hà không cắt trước. Bây giờ Quang Hà mới cắt, vẽ lại và cắt ra. Ở cái phần này ấy, ở thân trước ấy, các bạn sẽ nhớ là may cho Quang Hà một đường từ anh đây, xong các bạn lại mũi lại nhé. Các bạn để như vậy thì nó sẽ có một con ly giống với quần các bạn nhé. Để bung như vậy. Cắt lên đây là phần gấp nhé, trang kèo. Đấy. Và các bạn sẽ xác định cái vị trí một cái túi từ trên là xuống cũng khoảng trong cái hình ảnh ấy, các bạn nhìn cho Quang Hà nhé, trong cái hình ảnh như này, cái mổ túi của nó nằm ngang cái phần chiết ly các bạn nhé, mổ túi thì từ trên xuống khoảng 8 xăng, thậm chí là 9 xăng như vậy. Quang Hà thì 8.5 nhé, từ trên xuống này. Túi này các bạn mổ rộng cho Quang Hà khoảng 13 tới 14 xăng. Ở đây Quang Hà lấy 14 xăng túi đấy. Sau đó các bạn sẽ vẽ ra và làm cái túi. Bạn bấm vào đây. Cái túi này thì bạn cắt cao luôn cái này khoảng 2 xăng, tức là bạn vẽ túi nhé. Ở chiều rộng thì bạn làm cho Quang Hà khoảng 12 tới 13 xăng là thoải mái nhé. Cái túi như sau.
À, tôi đã chỉ bản vẽ tự do được nhé. Nó không cố định. Sao cho nó hài hòa là được. Chú như vậy. Miệng này là 14 các bạn nhé. 14cm. Bạn cắt cái miếng này và bạn cắt 4 miếng nhé. Để một túi. Mỗi bên sẽ là 2 miếng này. Cái này sẽ là túi. Nhân 4 các bạn nhé. À, xung quanh các bạn cũng cộng với may là 1 phân. Riêng đường sườn này các bạn cộng 1,5 cho Quang Hà nhé. Nhưng mà đây Quang Hà vẫn đang cắt theo đường thành phẩm để cho cái bài giảng của chúng ta nó không dài. Quang Hà không thể đủ thời gian phân tích cho các bạn là từng form để hợp với từng người một với số đo khác nhau. Còn nếu như bạn nào muốn tham gia online thì bạn cũng có thể nhắn tin qua số điện thoại, hoặc là học trực tiếp thì bạn cũng có thể nhắn tin qua cái số điện thoại mà Quang Hà để ở trên màn hình nhé. Và các bạn phải cắt thêm hai cái bả lưng bên trong nữa, phải không nào? Cái lưng lót ấy, gọi là lưng lót. Đây Quang Hà sẽ cắt thêm sau này. Các bạn cứ để chiết đi như vậy các bạn cắt nhé. Các bạn vẽ như vậy. Các bạn cắt cái này khoảng 5-6 cm nhé. Thậm chí là 7 cm cũng được. Ở đây Quang Hà cắt 7 cm. 7 cm như vậy. Và các bạn cũng cộng đường may theo như thân là sườn 1,5 trên 1,2. Chỗ này cũng là, nếu như đây các bạn là cộng nhiều để trang tăng giảm thì bạn cũng cộng 3, không thì bạn sẽ cộng cũng 1,5 thôi. Bên dưới này thì bạn cộng 1 rồi. Đây là sườn các bạn nhé. Đây là lưng. Đây là eo phía trên. Còn ở dưới nhé. Các bạn là cố gắng đánh dấu có chừng mình nhầm nhé. Các bạn cũng có thể cắt liền thì bạn dám nối cái sườn vào các bạn nhé. Đây là lưng sau này. Lưng sau. Lưng trước thì bạn cũng cắt theo cái này luôn các bạn nhé. Và cũng cắt là 7 cm, phải không? Đây con hàng gọi là đáy, phía đáy, đây là sườn các bạn nhé. Các bạn cũng cộng đường may là 1,5, 1,2. Cái này cũng cộng 1. Tuy nhiên chỗ này có đường may rồi và không cần cộng nhé. Đây là lưng trước các bạn nhé, lưng thân trước nhân 2 miếng. Còn lưng sau này, ở cái phần lưng này bạn có thể mở đôi ra các bạn nhé. Nên là mở đôi. Nếu như bạn không muốn cắt tăng giảm thì bạn mở đôi. Không thì bạn sẽ phải cắt rời để bạn tăng giảm. Đây Quang Hà có thể cắt ra. Thân sau thì các bạn chiết hết các bạn nhé. Thân sau là bạn chiết hết từ đây luôn. Vì ký hiệu này là ký hiệu chiết các bạn nhé. Còn ký hiệu như bên này là xếp lại thôi, chiết một khúc các bạn nhé. Hoặc là chiết một khúc, hay còn gọi là ly bung. Cái này là ly chiết luôn. Như vậy là Quang Hà đã chia sẻ cho các bạn cái công thức cắt quần short dáng chữ A, lưng cao, lưng liền các bạn nhé. Ngay lúc này đây, sau khi chia sẻ cho các bạn xong là 22:59, tức là khoảng 11 giờ đêm ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tức là chỉ còn khoảng 1 giờ nữa thôi là sẽ bước sang năm 2024. Thì ở đây Quang Hà cũng sẽ chúc cho tất cả các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui và gặt hái được nhiều thành công trong năm 2024 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở năm 2024 nhiều hơn thế nữa, và chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công các bạn nhé.